Đúng cay cú luôn. Cả ha ha bằng sao anh rồi. Lan Lan cu teo à? Vũ Thành Lộc chuẩn bị xuống 20. Lan cu teo có bắp bẩn không đấy? Nhục nhã luôn. Thôi thôi mình làm cái giáo án bút bẩn xuống danh đồng luôn nhé mọi người nhá. Chơi bời cái gì nữa, thề luôn. Cố hết sức rồi. Thế mà sao AD mình vào cái góc đấy ạ? Trận này làm trận AD đi anh em nhỉ, lâu lắm không chơi AD. Sao lại cấm Grack nữa? Mỏi thật. Tí nó đi mẹ đi đơn đi, cày vậy. Nhục nhã luôn. Xe Dương lai Văn Tùng, mình xin là cái thích là còn xe nóng lai nhất. mọi người. Khổ đau quá à. Buổi sao mà hai ba buổi lai còn 27. Cày ấy. Đấy toàn đồng đội mình cấm Grab mà đéo hiểu luôn. Trong khi lại có top Grab Việt Nam ở trong team cứ cấm Grab, cứ thế thôi. Nhục nhã luôn. Đặng Hưng, ván sau để tôi gánh. Game 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 game. Đợi gánh luôn trời. Thôi không chơi Vera nữa, chơi AD chọn đi anh em. Nguyễn Ngọc Long, em đợi chị mà tay người ta nhanh quá. Chấp nhận thôi, biết sao giờ. Cày ấy, nhỏ thể luôn. Ghê, Vinh đòi gánh Ngọc nữa, gánh như là gánh nặng lại như ông Cốc Minh Con á. Khổ luôn, từ từ lúc đấy, từ lúc chơi cái trận kia xong có mình con Vũ rung Thành luôn mà Lộc, không thấy đầu Hiếu lưỡi bảo luôn cầm mà. tay chơi giờ Hiếu tay cầm chăn đi ngủ rồi. Vãi cả đi ngủ. Không có đâu. Beret Murat. Richo nữa Tuấn trời. Minh, mỡ bụng. Khổ nhục luôn. Má ngồi như này ai chả có mỡ bụng không cắp. Lúc hết là cũng là lúc thua game mà. Cay thật, tự nhiên mình lag một pha đấy xong nó thua luôn ạ. Nhục nhã luôn á. Ngọc cho anh chơi Vũ ván Thành đi Lộc, ngủ cho thì ngon. ra là vẫn chưa đi ngủ Thôi. tí lại gọi video đi ngủ chung thì chịu. Mặt trời Ok. lộn Cái rồi. gì đấy, cái gì đấy. Má sao Lộc cái đéo gì cũng biết chứ nhỉ. Thằng Lộc này hình như nó ở dưới gầm giường nhà mình cái sao ấy tao ơi. Đúng không Lộc? Lộc trốn dưới gầm giường cũng nhọc đúng không? Nói thật đi. Bảo à, đứng dậy xem xíu coi. Hôm nay bao giờ mới chết ông nội. Lộc này như trốn dưới gầm giường nhà mình ngồi. Khổ nhục luôn á. Không nói nhá anh thấy anh nhá. Không có đâu. Đấy chị mặc áo đấy thì bỏ luôn đi, sao lại bỏ? Mà nó là áo mà. Vũ Thành Lộc, tí trách phòng đi, mặt À, trời tí tí cháy phải mất. check phòng thật đấy, Lộc này mẹ nguy hiểm nhá. Sẵn sàng, kẻ địch xuất trận sau 5 giây. Lạc nữa. Cả đội xông lên. Tất cả Vũ Bích Ngọc, thầy ẹc nói thế nữa. Ông cóc chat tự chat xong lại thầy ẹc nói thế. Mọi người xem like mình xin là thích like đi mọi người ơi. Cho nên K5 lượt thích đi. Vinh Vinh, áo này cảm lạnh quá. Đòi solo kill à? Ai đó nhở? Bảo à, Ngọc cao mét mấy gì?
Nguyễn Duy Thịnh, thức khuya mình 1m65 mọi người ơi. I need my beauty sleep. Cái gì hết rồi. Watch me. Nguyên Tuấn Anh, VPN chơi SPSP team MK khóc thét rồi. Vũ Thanh Tú, cái gì? Chỉ. Nói lại đi sao nào? Nghe không có rõ. Còn hụt cơ mà. Vòng còn hụt cơ mà. Không ơi. Để lộn má chơi game. Cảm thấy chơi được không đấy ông cấp? Mét 56 đã thấy ngon lắm rồi. Mọi người không canh ở trên này ạ. À. Má. Cay hê. Này Vũ Minh Ngọc dạy ông Cóc nãy chơi Vio nhá. Battlefield or poolside. Má là na đê đó trời. Thiên Trương, em có bộ bể quá ngon. Bổ nhục luôn á. Làm mình tí xỉu. Enemy double kill. An enemy has been defeated. Trời ơi, pha đấy mình tí xỉu luôn anh em ơi. Beauty sleep. Nice assisting. Có phải chưa chơi bên Huệ Thần Đồng đúng không? Lộc thì chỗ nào cũng có vết răng rồi. Vũ Thành Lộc, Hiếu ơi hiện thân đi. Oh, forget about work. I'm going to enjoy my vacation. Watch me. Phan Thiết. Mẹ ngay ấy. Thả ra. Betty Trung, mơ lần. Cứ đòi hiếu làm cái gì ấy Lộc ơi. Nó ngày đòi hiếu. Thằng Richter bên này này. Phan Thiết. Đấy biết ngay mà mẹ đòi nú. Dũng Vino, nhà em còn thừa miếng vải chỉ cần thì em tặng cho nhìn chị mặc có hai miếng vải tội quá. Mặt cười chảy nước. Cái gì thôi. Khổ luôn. À, 4-5-60 thằng. Phan Thiết, còn 14 ngày để Ngọc chinh phục mùa 24. Hay. Bước chơi ok à, quá ta. Hiếu đi ngủ rồi ra Lộc vào viết. Lộc đi khắp thế gian nhưng chỗ này là chỗ để chân duy nhất của Lộc. Game. Phan Thiết, win đi em. Hiếu đi ngủ đâu, Hiếu đang nói chuyện với bạn. À, đủ mắt. Quá đớn đau luôn á. Battlefield or poolside. Watch me. Phan Vũ Thành Lộc Ngọc quá đơn đau rồi nhé. Ê! Cái lồn mà. Cái ê. Tại sao vậy? Ẩu quá. Lộ gì? Ai biết gì đâu. Đá cái gì cả. Chả hiểu đầu của Lộc suy nghĩ cái gì luôn suốt ngày thế. Phan Thiết, gì á? Bộ đôi zip và Thành Lộc chưa đánh đã khải. Gì? Ai biết gì đâu. Má chơi nghiêm túc lại hồi. Lòng quăng quá, tật rồi. Oh.
Nguyên Tuân Anh, Ngọc Cát Lai đi thưa dẫn đi ăn lẩu này. Khóc nhòe ngay. Khóc nhòe ngay. Vũ Thành Lộc, nói chuyện mới bạn xíu thôi tí vô việc. Mặt cười lộn ruột. Kêu vã. Bỏ ra. Ôi hút vào, hút vào, hút vào. Hết chiêu à? À, gỗ nhục luôn. Trần Văn Lâm, ăn gì không Bích Ngọc ơi, để anh ship. Rồi đang đói nha, không cóc nha. Cứ thế thôi. Người ta chơi Vio nó phải chất như này. Idol dại gái, mặc áo vào đi chị lạnh lắm. Không hề lạnh. Nhà cũng biết ở mùa đông không lạnh mà anh em. Thôi đừng cứ lăn nó người ta đây mà. Thôi. Kim Ngân, đúng với cái tên. Nhục nhã luôn ạ. Battlefield or poolside? Chắc chắc bụi trái. Chị thử ra đường ngồi một lúc xem có đóng băng không. Ra đường làm gì? Chị ở trong nhà, chị mặc cái này đúng rồi. Chị có like ở ngoài đường đâu. Cao Thuận, em chơi với à? Tí chơi em giờ hết slot rồi. À tập trung gánh team. Cái gì ông ẹp cái gì? Bảo à, đứng dậy xem có đúng 1m65 không? Thôi đi, cô đấy bao giờ mới chết. Thì đòi đẩy thuyền Ngọc với Hiếu nữa. Làm người đi. Lê Đức Vinh, áo ảo thật đấy. Má người ta chơi AD bắn nó phải như này. Cũng nãy trời quá non. Lô đào Xuân Hiệu nhá. Battlefield or poolside? Làm việc canh sơ nhỉ. Xuân Hiệu, Ngọc chỉ hợp với ông này thôi. Cũng quá đâu. Sao mọi người cứ mình với thầy Eng vậy, không thích thầy Eng thế nào? Mình chỉ quý thôi chứ mình không thích nha, không thích yêu đương nha. I'm going to enjoy my vacation. Cái gì không cần đẩy tiền cơm vé thôi á. Cay ấy. Đứa chờ. Bảo à, đứng dậy xem cái rồi đi ngủ Ngọc ơi. Má, cứu.